sao? À dạ, dạ giống năm ngoái quá. Về ha. Mày ơi, về tới nơi rồi. Sao vậy ông về tới nơi mà xỉu? Trời ơi. Ừ. Rồi nè. Cháu ngoan bắt hồ về tới chứ cậu ba nói gì kỳ vậy? Đâu? Chứng nhận là ngoan nha. Chứng nhận. Hay mỗi nè. Đây là quà. Quà, đây là quà. Mỗi mỗi có mở quà ra được không? Bè wow. Ừ. Giống năm ngoái quá vậy ta, giống tập năm ngoái mà. Nhưng mà nó khác á. Mà sao năm nay mẹ thấy ít dở hơn vậy? Mấy cuốn? Năm ngoái 10 cuốn một. Năm ngoái 10 cuốn hai chục. 4 5 6 7 8 9 10. À có 10 cuốn à hả? Ủa năm ngoái nhớ 20 mà ta. Có 10 à? Phần thưởng kia có 15 cuốn. À, này 5 ô ly hả? 4 ô mùi. 5 ô ly nè, viết được nè. Ủa, sổ lấy cái này ra nè. Rồi, lại sổ số kiến thiết. Hồ gian. Có trà sữa hồ tập tiên nữa nè. Đâu, trà sữa tập tiên. Chịu phải mua giấy số hồ gian nha. Rồi. Cậu ba rảnh, cậu ba đi mua đi. Ừ, cậu con ba đâu rảnh. Có rảnh đâu, con rồi. Cháu ngoan bắt hồ đi về rồi phải thưa chứ cháu ngoan bắt hồ. Thưa mẹ mọi mà đi học về. Thôi cậu ba con mới đi học về. Đi lễ mà chứ hay học. Đi lễ. Dự lễ à, về ngoài kia. Thưa mẹ con mới đi lễ về. À đi lễ, lễ chứ hay học. Cái đó coi. Giấy chứng nhận đàng hoàng nha ngoài. Ngoài đâu á? Năm ngoái y vậy luôn á, năm ngoái tờ y vậy luôn á ngoài. Mùi đi kiểm tra giấy năm ngoái. Để mẹ lấy cho, tính nha. À, đây còn ba lấy cho. Đây. Trời ơi. Ủa năm ngoái. Năm ngoái tại nó có kẹ nó gì á. Cái gì? Nó ép cái tấm nhựa ngoài. Sao năm nay không có ép tấm nhựa y chang à. Năm nay không có ép. Chứ lại nó hư.